lời khẳng định của ông Trump về khả năng tranh cử Tổng thống năm 2024, tôi sẽ chạy đua một lần nữa. Hôm qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tiết lộ về kế hoạch chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2024. Ông và những người ủng hộ ông nên sẵn sàng tại một cuộc meeting ở bang Iowa vào tối cùng ngày. Và bây giờ để làm cho đất nước chúng ta thành công, an toàn và vinh quang, tôi sẽ rất có thể chạy đua một lần nữa, cựu Tổng thống nói trong cuộc meeting vào tối ngày 5 tháng 11. Ông Trump đã có mặt tại thành phố Seoul, bang Iowa để ủng hộ cuộc vận động tranh cử cho Thống đốc bang Iowa Kim Reynolds và Thượng nghị sĩ Chuck Grassley. Sự kiện vận động tranh cử ở bang Iowa là sự kiện đầu tiên trong số 4 sự kiện mà ông Trump sẽ tham dự trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông đã đến La Trobe, bang Pennsylvania vào ngày 4 tháng 11 và bang Ohio vào đêm diễn ra cuộc bầu cử. Ông Trump đã ám chỉ trong nhiều tháng rằng ông sẽ cân nhắc việc chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2024, nhưng vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Hôm thứ Năm, tức ngày 3 tháng 11, người quản lý chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump vào năm 2016 là cựu cố vấn cấp cao của ông Trump. Bà Kellyanne Conway dự đoán ông Trump sẽ sớm công bố quyết định tranh cử Tổng thống của mình. Tôi rất nể phục ông Trump vì thông báo quyết định tranh cử của mình ngay trong năm nay, nhưng cũng không giành lấy sự chú ý từ những ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào hôm 8 tháng 11. Tôi nghĩ ông ấy sẽ đưa ra thông báo sớm thôi, bà Conway cho biết. Ông Trump chắc chắn là ứng cử viên Tổng thống được yêu thích nhất của Đảng Cộng Hòa. Theo một cuộc thăm dò được tờ Politico công bố vào đầu tuần này, cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 49%. Ở bang Iowa, ông Trump sẽ có một cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giả định vào năm 2024 với Tổng thống Joe Biden. Theo một cuộc thăm dò của Đại học Emerson được công bố vào tháng 10, 47% cử tri bang Iowa nói rằng họ sẽ ủng hộ ông Trump và 39% nói rằng họ sẽ ủng hộ ông Biden. Tại sự kiện ủng hộ tranh cử ở bang Iowa hôm 3 tháng 11, ông Trump đã chỉ trích ông Biden là tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Quý vị có thể lấy 5 tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ và ghép họ lại với nhau. Quý vị sẽ nhận thấy họ không gây ra những thiệt hại giống như những gì ông Joe Biden đã gây ra cho quốc gia chúng ta trong vòng chưa đầy 2 năm ngắn ngủi, ông Trump nói. Cựu tổng thống đã chỉ ra một số vấn đề mà nước Mỹ đang phải đối mặt dưới thời chính quyền ông Biden, bao gồm lạm phát, cuộc khủng hoảng fentanyl và biên giới mở cửa. Ông Trump kêu gọi những người ủng hộ loại bỏ đảng viên Dân Chủ và bỏ phiếu cho đảng viên Cộng Hòa.